lúc thì đội rất tự tin, có lúc thì có những phút thì lại mất tự tin. Không phải là nói chung là cái sự tự tin nó chưa được trọn vẹn cả 90 phút. Huấn luyện viên đã giao cho chúng em bảo là không nên phạm lỗi ở phần sân nhà của mình vì những quả phạt cố định của đối thủ rất mạnh nên chúng em sẽ cố gắng sửa dần dần. Kết thúc rồi thì thôi. Toàn đội và ban huấn luyện và tất cả anh em đã động viên nhau và bỏ qua trận đấu ngày hôm qua, phải hướng tới trận đấu tiếp theo và toàn đội sẽ cố gắng.